Thank you.
dặn dò. Trước người già bồ xiết lo, sau lưng gian trá xó đo tất lòng. Phải chừa thôi loài ống tay áo, bước học đòi thì giáo dòm nhà. Vĩnh lòng ngay thành thật thà, nói năng minh chính lời ra phải dùng. Chớ quyệt ngự mà khinh kẻ dài, đừng gian hưu hàm hại người hiền. Anh em bằng hữu kết nguyên, một lòng tin cậy phải kiên phải gì. Chẳng thấy khó mà khi mà thì, gặp người giàu mà dĩ mà nâng. Dầu khi gặp lúc gian truân, cũng đồng giúp ích chứ đừng mặc nơ. Làm người phải kính thờ thần thánh, giữ lời nguyện tâm tánh tưởng kinh. Thế là niệm Phật tụng kinh, về lòng sửa nên khá tinh như nguyện. Chừa thôi khấu đạo điên trong già, muôn việc chi chẳng khá sai lầm. Dối người nào khác dối trời, trời đâu dám dối xa đời ngộ ngang. Chớ lầm tưởng trong hang dân tiên, mà dễ vui sanh biến lăng loạn. Con người có trí khôn ngoan, tánh linh hơn vẫn biết đàn lễ nghi. Phải cho biết kinh gì trên chứ, đừng buông lời lấn nước hồ đồ. Thuận cùng chú bác đầu cô, bà con chồn khóm ra vô khiêm nhường. Thấy già yếu hẹp đường nhường tranh, đừng chỗ đâm buông tâm quá vui. Cất người ra già về vui, sanh điều xích mít đâu nuôi già hờn. Khi tế tự chớ lần chớ về, việc quan hôn thủ lễ nghiêm trang. Vĩnh lòng chẳng khá lăng loạn, lễ nghi vẹn giữ vững vàng chớ quên. Chào sang ấy ơn trên đức sinh, phước ấm lo túc thực túc y. Thấy người gặp lúc tai nguy, ra tay tế độ ấy thì lòng nhớ. Thương đồng loại cùng hơn thí bạc, thấy trên đường miệng bát miệng chai. Hoặc là đinh nhọn trong gai, mau tay lượm lấy đói hoài kẻ sao.
Khi nào rồi thấy gì
thì chịu dân tai biến đông, lòng hằng dường ấy phước đồng ăn chay. Chịu cực khổ đắng cay biết mấy, phước cài bừa gieo hay gặt đông, làm ra lúa gạo dày công, dầm mưa gian nắng kẻ nông nhọc nhằn. Nhờ duyên đế đức cao ân năng, tiền lúa khoai người đặng no lòng. Ngày ngày dòng niềm chớ dâng, chẳng nên quy hoài mới không khỏi quan. Chớ hiền đồng già lang lận lừa, nhân thất mùa đây giữa đất gạo. Chờ khi lúa phát giá cao, cái ra ban mắt trời nào dung cho. Ơn trợ giúp khá lo đền bao, dự dàn tròn nghĩa đạo với đời. Tung cùng dây mượn của người, vui lòng tính cả vốn lời cho khám. Hãy subscribe.
súc súc, dằm cho người ra rụng thịt xương. Cũng vì lòng già vô lương, để huynh bất mục chẳng thương đồng bào. Nhiều gợt nuôi như đám chôm chồm, thấy dùng mình tan đổm rất ghê. Thấy người mau chạy dặn về, tiếng la than không tư bề rùm tay. Phát nhìn kẻ xưa ngay ra dài, tớ phải ăn thầy quan lại bất trung. Hành rồi gian lại ăn cung, ngày đêm đánh khảo tranh cùng tiền ngân. Hình bao lạc cột đậm dòi dòi, đốt lửa hồng anh dội trôi loàn. Trôi người vào đó xác chà, vì chứng hung bạo đốt nhà bắn xăng. Có cọp dữ nhân răn đưa dâu, gặp tội nhân vào vô xe thay. Ấy vì lòng già chẳng ngay, giết người lấy của bị ngay hình này. Ao rồng lớn chưa đầy quyết tận, xô người vào lặng lội nhòm thay. Tánh môi mình mày dây đầy, trồi lên hụt xuống gậy cây đánh đầu. Để hành kẻ chưa sâu lượng của, trù em người chửi rủa tổ tâm. Đồ dơ dặt đồ rạch sông, đường khi quê trở thành tông chỗ thần. Chẳng chừa chẳng kia.